Rồi xin chào bạn, hôm nay mình có một buổi tập trực tiếp với bạn Toàn. Hai cây sáu đã tập chơi thể thao và tập nhiều môn khác nhau, đã lên được từ 1m65 lên 1m7 ha. Rồi hôm nay mình và bạn Toàn sẽ chỉ cho bạn một ngày trong giáo án Ecobi 4 ha. Rồi giờ mình sẽ bấm giờ cho bạn Toàn tập ha. Rồi đầu tiên là mình sẽ tập dummy chest ha. Rồi 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi dừng em, nghỉ 30 giây. Hít thở, đứng yên đây, hít thở nè. Nghỉ 30 giây. Bài thứ hai là bài đẩy chân ha. Rồi chuẩn bị nè, giơ chân lên nè, 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi dừng nghỉ 30 giây nè. Tiếp theo là nâng cái đuôi ha. Rồi chuẩn bị nè, 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi dừng, nghỉ 30 giây. Và tiếp theo là bài nhảy dây nhưng mà không dùng dây ha.
Rồi chuẩn bị là 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi dừng, hít thở 30 giây nè. Tiếp theo là chạy bứt tốc ha. Rồi chuẩn bị này, lùi ra phía sau. Rồi chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu. Riêng bài chạy bứt tốc này là nó là bài chính của ngày hôm nay, cho nên là chúng ta sẽ tập khoảng 2 phút luôn nha. 1 phút rồi, giờ còn 1 phút nữa thôi, cố lên. Tất cả những bài nãy giờ là những bài khởi động để cho cái bài chính này. Cố lên em. Giữ đều nhịp thở nào, thở nhịp nhàng, tiếp tiếp. Cố lên. Hết bài này nữa là kết thúc video rồi, tiếp. Hai mươi giây được thôi, cố lên. Tiếp nào, tiếp. Tăng tốc lên. Mười giây nữa thôi. Tiếp lên, một vòng nữa thôi, cố lên. Một vòng nữa. Rồi dừng em, đủ 2 phút rồi. Rồi xong. Mệt không em? Mệt đúng không? Rồi cảm ơn bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và chia sẻ ủng hộ tụi mình nhé. Rồi tạm biệt bạn.